Xin chào các bạn, thì hôm nay là mùng 1 Tết Tân Sửu. Thì mời các bạn ngắm cái cây năm cánh trắng Trường Sơn của đứa cháu. Nó nở hoa, nó nở vào ngày sáng 1 mới nở. Thì cây này thì thuộc xanh sạch, hoa của nó thì khá là đẹp. Các bạn xem cái bông hoa mà tôi chụp ngày 30 tháng 5 năm 2020. Lúc đấy nó có hai bông hoa. Đấy, các bạn thấy lúc đấy hoa rất là đẹp. Còn hôm nay mùng 1 Tân Sửu thì nó nở ở cái đầu ngọn, như cái hoa này hoa kích nên nó chưa đạt được cái độ bay mà mới nở. Đấy, nó chưa đạt được cái độ đẹp của nó. Thì tôi cũng quay đây để các bạn chiêm ngưỡng. Bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký kênh để theo dõi kênh Hoàng Việt TV1. Còn đây là cây năm cánh trắng Phú Thọ của tôi mà tôi vẫn nhờ nó chăm, kích hoa đầu ngọn nhưng mà nó hình như chưa ra. Thì nó cũng nảy được hai cái mầm gốc nhỏ nhỏ rồi. Cây này được gần một gang, thân mập ú. Đấy, cây năm cánh trắng Phú Thọ của tôi. Đấy, còn cây năm cánh trắng Trường Sơn này thì nó có mấy thân, thì mấy đứa cháu nó cắt mấy cái để ươm ki. Thì bạn nào quan tâm thì có thể theo dõi cái về cái cây này. Tôi thấy hoa nó rất là đẹp. Video này tôi làm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Chúc một năm mới mọi điều tốt đẹp.